Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thì STV khám phá sẽ là một clip ngắn để tổng hợp lại những hành động, những lời nói rất là đời thường giản dị của chú Khanh mà có vẻ như dường như 20 năm rồi chú chưa từng có được cái cảm giác này. Và dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, nhưng mà điều quan trọng hơn hết là những thành viên luôn yêu thương, đùm bọc, che chở lẫn nhau và tình cảm yêu thương từ hàng xóm láng giềng. Và nếu như quý vị và các bạn yêu thích những khoảnh khắc trong clip này thì hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ kênh quý vị và các bạn nhé. Còn ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau xem những khoảnh khắc đời thường siêu đáng yêu của chú Khanh quý vị nhé. Wow! Rồi, hộp sữa đi, làm hộp sữa đi ha chú. Đây nè, đó. Đây chú. Này bây giờ đâu chị lại ướm thử áo coi đẹp không, tại vì con cũng mua là lựa là cả bự nhất luôn. Hồi giờ hỏi chú là chưa chú khoái màu nào đâu, giờ chị đưa hai cái này rồi chưa coi vô chú chọn mặc cái nào trước. Mặc cái nào trước đó, đã hỏi chú kìa. Màu nào sáng. Chú khoái màu này, màu nó đẹp á. Ngồi chơi hả? Wow. Ủa, ngồi chơi. Chú đang coi hài các bạn. Chú Khanh đang coi hài. Táo nhìn nó không hát nữa. Chú đang nhặt thịt gà. Chú đang thịt gà. Thịt có thịt chuột nữa mà chú nói thịt chuột cứng ngắc. Chú thịt gà chú nhai được. Gan chú là bớt nhiều so với ngày xưa rồi. Chú mày mười năm thì gan chú là cũng gần hết rồi. Tiền đạo rồi. Hết tiền đạo rồi. Còn thì dễ không à. Thịt đó. Rồi ăn cho. Ngon không? Hả? Ngon hả? Ngon. Thì con chú ơi, con xuống là khi nào mà chú đuổi con là con mới không xuống nữa. Con xuống ngoài chú có chán không? Chú có đuổi con không? Đó, mừng rồi. Ừ, mắc cười lắm. Có một cái bạn ở trên kênh á, trên khen của Út đẹp quá trời. Đẹp quá trời luôn, quên tên rồi. Nói của Út đẹp quá. Dạ. Làm lúa hả con? Nè, dưỡng nè. Đó. Rồi em trai, qua đây ngồi nè, cả nhà qua đây ngồi. Đó, đây nè, hot boy nè, con trai của Út. Nãy nói gọi điện cho Huy á, nó con nhận được cái số tiền 3 triệu mà anh Bình ở Bình Dương ủng hộ á. Rồi cái nói còn dư là để dành cho chú đi trồng găng. Huy nó cười quá trời. Nó dẫn đi trồng găng. Cái cảnh đi trồng găng chắc mắc cười đã. Tôi nghĩ tính cảnh trồng găng cái nó cười. Trồng găng cho đẹp trái. Trồng găng là đẹp lên liền. Đó. Chị uống cà phê nha. Không có ngủ được á. Thấy không? Là không có ngủ được á. Thức sáng đêm luôn á chứ sao vậy? Kêu được không? Sao vậy? Nóng. Trời ơi, nóng, ai kêu mà nóng vậy?
nóng quá kêu không được. Đó là gì? Ai hôm nay về dày? Mà điếp nhau đi sức chăng? Đi đám cưới dài, thôi. À, chính đừng có. Chính đừng có đâu đó trời. Nhà Tùng. À, chú biết bấm luôn nè, đó chú bấm luôn nè. Rồi, chú bấm nè. Rồi, đó chú để chút nữa chạy liền. Đó, bấm luôn nè, đó. Bấm liên tục luôn kìa. Chờ bấm rồi. Ha ha ha.